chợ. Hôm nay ra đúng hôm bị vắng vẻ này. Có dấu hiệu quân triều đình đuổi các bác. Rồi thông báo các bác đang có mặt ở chợ Vạn Phúc nhé. Rồi có gì quay đấy. Đã không muốn về anh Trương còn đây. Bác ạ. Quay à? Vâng. Có live stream đây. Không. Tối. Đây là vừa nãy để lại cho mấy bác kia cái này à? Đấy được cái trực ghê đấy. Nhìn. Yeah. Là thợ, ta là nam rồi. Ai biết là thợ. Đấy. Đây này được hai cái đì này, hai cái. Người ta cắt cái màu, người ta lấy cái đì ra. Có vườn thì cứ bỏ đấy vài năm mà không nhận ra luôn. Cái đề đá của anh Trương. Anh Trương nhiều kiếm nhiều hàng này. Hoa đẹp thì nhỉ. Đấy, hôm nay mới nhìn được chi tiết cái hoa, cái nụ chưa nở. Nở vàng lắm. Đẹp, lộc đỏ lá vàng. Cây cổ sẵn sàng ở trên xe để di chuyển luôn của bác. Sáng nay nhiều số ô tô lắm, bày biện đập lắm, nhưng mà cái lúc mình ra thì người ta giải tán, người ta có thông tin là phường họ không cho ngồi nữa. Và đẹp, nhiều hoa chuẩn bị cho cái nở đấy. À đây bác lấy cái đấy à? Bác lấy cái này à? Đầu tư lâu dài đấy. Thanh Điền mà. Đấy là giao dịch rồi đấy. Đề đá đấy, hàng nào cũng có giao dịch hết, nhìn kinh nhỉ. Đề đá cái này trên chậu lâu rồi đấy, lâu rồi. Trường rất hay có những cái đồ này, có nguồn hàng chắc trên Lạng Sơn gì đấy. Hay quá nhỉ, có mỗi bác cả này có giao dịch. 6 triệu cho được cái màu. 6 triệu. Thế là bây giờ là mỗi màu được 3 triệu. À 3 lít. Đây hai màu kia mỗi màu 3 lít nữa. Thôi thế sạch xe rồi còn đâu nữa nhỉ. Đâu cả cái con bán đấy, con đó. Sạch xe. Thế là thắng lợi rồi. Chắc rồi. Đây mà. Đề đá, đề núi đá, hoa đẹp, lá đẹp, lá nó không to lắm, lá nó như lá đề mình. Để xem nào, xin tay chuột ở trong này ăn trên hòn đá. Xanh cổ cắt hạ hết. Anh Trương anh đang bận đằng kia. Đấy. Cái đề này bao nhiêu đấy anh Trương? Cứ đề đến 18 triệu. 18 triệu. Đây là cái gì vậy? 82. Đâu bác? Cái nào? Bồ đề núi đá. Đang nhiều hoa chưa? Rất nhiều nụ. Nụ. Mỗi đầu là một cái chùm nụ. Bây giờ kia nó lừa dân tộc rồi, nó bán cho mình cái đề vô đề núi đá. Bán to. Hai miếng
mười mấy củ nhỉ? Đấy, vừa vào 15. 18 triệu đấy. Đấy, bồ đề nở hoa đấy không ạ? Đẹp nhỉ? Em đằng kia khoảng lúc nào đấy? Mua á? Mua đâu? Các bạn mình mua để vào mua đúng tay bèo sĩ. À, được. Này mà không biết thì khó. Đẹp ạ. Đây đẹp hơn mấy cái trước. Anh có nhiều kiếm được nhiều cái hàng lại nhỉ. Tôi có bán một con. Trước anh bán mấy cây rồi? Tôi có bán một tay, con bán sụp. Nên thì tôi. À đây. Ván xe. Hôm sau khi phải mò ra tối thì hay. Hôm sau khi ra tối. Tối thì nó bộ nhịp, nó không có hàng kia nữa. Khi gọi là đi bắt đồ nên đi tối. Bánh mì nào thôi. Đây, số anh Trương này. Ngày xưa mà đi làm súng bắn chim ấy, lấy quả để chín bôi vào nhuộm nó vàng ấy, hoặc là nhiều nơi dùng nhuộm sôi ấy, đại loại là nhuộm thực phẩm được. Cây dân dã lành. Rồi, có đồ cục kịch mang về là ngon rồi. Nhưng mà cái con này nó cái đầu nó như thế này sao? Được hai cái đi. Chung dâu này chán đi uống rượu rồi, vẫn còn trên xe đây. Của chúng dâu đây. Công chán lắm đấy. Điều gì cũng có mà. Ông anh Hải đi. Vâng, anh à, nay cũng mang gì đi à? Cũng à, thế sao? Chè bắn. Em phải trong phù chứ. Hả? Suối thì không dâu đấy. Cái này của anh nên ở nảy đẹp nha, đang nảy đẹp đấy. Có mấy triệu vàng nha. 3 triệu à, hay mấy triệu thì quên mỗi tầm lý là 2,5 triệu tôi là bán đấy. 2,5 triệu nhiều khi lại báo rẻ quá rồi khó bán. Bán vừa kỳ đó mà còn nếu chậu đẹp rồi đấy. Dáng đẹp mày công nhận chủ nó gần thôi nào ơi. Thi thoảng mới ra được thôi. Nó quen rồi, bây giờ không ra nó khó chịu. Cái hôm mày cũng vào cả vườn để sang nhìn thấy nhỉ? Ở đâu? Cả vườn sang nhìn. Sử á? À, có bảo. Cây nó bán chưa nhỉ? Cây nào? Cây vào mua 3 tỷ mấy bán chưa nhỉ? Gì?
nhiều quá chả nhớ. Bán cái cây to nhất vườn đấy. Mới mua xong chúng mày vào ấy. Bán cái xanh quê ấy, to ở góc vườn to vật đấy. Bán xe con trai mới vào quay cây 3-6 cơ. Cái mũ tử của cây mới là cây đấy. Rồi, cây hình như là răng nào của chú anh đéo nào đâu. À Mai Chú Thủy à, nhìn này. Ghê, đấy. Ngu nhất ghê phết. Ấy con giá anh em biết đi. Cái này bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Rồi được. Còn hàng rất kia về này đẹp chứ không không. Nhìn này cho lên cái chậu cái này. Cho vào chậu vẫn là chìm chơi thôi. Này nhìn này. Thân thân của đây này, thân một đây này. Một nhọt kiếm kiếp được. Cái này thì cắt đi hết. Điền ta. Ông vừa nãy ông vật cái gốc thì tiếc quá. Cho đại điền mình. Thế mà bây giờ kiểu gì vẫn có người chơi lại. Nếu hiểu chơi thì kiểu gì. Chắc là tôi đang tưởng tượng cái tương lai nó đẹp đẽ. Chưa nhúng ra được không? Mệt lắm, về đến rụng răng này. Ai mua thì xin liên hệ nhé, càng nhanh càng tốt. Đấy, xin liên hệ với số anh Công là 0906 799 866. Suối chỉ việc chơi nhé. Suối chỉ việc chơi. Ở nhà có rất nhiều đồ hay nữa. Đấy, nhà thì có số có chỗ số rồi thì không chỉ riêng cái này mà nhiều cái khác nữa. Cứ thế mà alo thôi. Alo là có tiền, có số, có cây. Okay.